các bạn sử dụng cho mình một cái app là Google Authenticator hoặc là Authy đó sau đó các bạn quét cái mã QR ở trên này đây để mình mình vào bằng cái điện thoại của mình nhá à, các bạn chờ mình xíu đây bây giờ mình mình sẽ quét cái mã QR ở đây nhá các bạn nhìn này xong mình quét xong thì các bạn nhìn đây đó các bạn này đang học rồi các bạn đã, bạn đã bắt đầu comment rồi này các bạn có thể xem những cái comment à, các bạn học thì các bạn có thể xem những cái comment đó mình nói chung là mình làm mọi thứ nó rất là thực tế và mình nhận được những cái comment rất là văn minh lịch sự cũng như là rất là chân thành đến từ các bạn Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trung Quân F, một lập trình viên này của mình nhé ok nếu như uh, nếu như các bạn đã, đã biết mình từ lâu rồi thì mình không cần phải giải thích nhiều nhưng nếu như bạn lần đầu tới với kênh của mình ấy uh, bạn tò mò bạn click vào cái ảnh thumbnail của cái video này hay là cái tiêu đề của video này chẳng hạn thì các bạn ở lại một chút nhá ở lại một chút thôi bởi vì video ngày hôm nay này mình sẽ giới thiệu tới các bạn uh, một cái gọi là một cái bộ video mà mình đã dày công mình trao chuốt mình làm cực kỳ chỉn chu đầy đủ và là một cái tính năng rất là hay rất là thực tế đó là gì đó là xây dựng ứng dụng xác thực bảo mật hai lớp ở à đây mình để đoạn này này xây dựng ứng dụng xác thực hai lớp bảo mật hai lớp two factor authentication 2FA đây là cái một cái tính năng rất rất là phổ biến ở trong các cái uh, dịch vụ các cái website các thứ ngày nay khi mà các bạn cần phải bảo mật cho cái tài khoản của người dùng khi họ sử dụng cái dịch vụ của bạn thì uh, một chút nữa mình sẽ quay lại mình nói hết về các cái sơ đồ này rồi mở lốc những bài viết mình về lý thuyết các thứ vân vân mình public công khai này hay là về cái playlist này trên kênh của mình hiện tại mình vừa public ra và cũng có bạn đã học rồi đã và đang học rồi này đó thì uh, trước khi đến với nội dung những cái nội dung đó thì cái việc đầu tiên mình tin đó là mà có thể là các bạn sẽ hứng thú ngay đó là gì chúng ta cùng nhau demo thành quả sau khi các bạn học cái bộ này với mình các bạn sẽ có thành quả như thế nào uh, tất cả những gì mình sâu ra ở đây thì khi bạn học xong các bạn sẽ có y hệt như thế nhá mình đảm bảo luôn với các bạn ok rồi dĩ nhiên là một cái ứng dụng xác thực bảo mật đúng không thì phải đăng nhập đúng không? Đây, thì khi bắt đầu học mình sẽ chuẩn bị cho các bạn gọi là đầy đủ mọi thứ cho các bạn để các bạn có thể tập trung vào cái tính năng mà mình hướng dẫn cho các bạn đó là xác thực bảo mật hai lớp. Thì cái phần những cái phần giao diện như này này, mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho các bạn luôn và đảm bảo với các bạn là học xong thì những cái gì mình sâu ở đây các bạn sẽ làm được y hệt như thế luôn. Ok. Đó, bây giờ mình không dài dòng nữa mình sẽ đầy mô nhanh các bạn nhé Dĩ nhiên là cái ứng dụng xác thực bảo mật đúng không? Thì phải đăng nhập mà đúng không? Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn về uh, một cái tài khoản đây, ví dụ như là trung đẹp chấm com Mật khẩu là trung đẹp a hai 123 đúng không? Trung quân đẹp a hai 123 Đó, bây giờ mình đăng nhập này Đó Thì khi đăng nhập đây sẽ là cái phần giao diện trang dashboard tạm của chúng ta Mình zoom lên một xíu cho các bạn như này Đó Và cái tình trạng cái bảo mật của cái tài khoản này Chưa bật xác thực hai lớp nha các bạn nhé Chưa bật đúng không? đó coi như các bạn hình dung là các bạn đăng nhập xong vào trang AdBot, giống như google nó làm ấy xong rồi các bạn sẽ có một cái phần là uh, thông báo hiển thị thông báo lên cho người dùng là chưa bật xác thực bằng bật hai lớp này bật đi chứ còn gì nữa đúng không đó thì ở đây sẽ có phần đăng xuất hay là bật thì ở đây mình để cái nút bật ở đây và khi chúng ta click vào các bạn sẽ thấy khi mình click vào nhá thì mình sẽ hiển thị ra một cái pop up và đồng thời ở bên dưới mình có gọi api các bạn lưu ý nhé chứ không phải là mình làm linh tinh đâu mình làm đầy đủ cho các bạn từ front end cho đến back end đầy đủ à đấy mình phải sâu nhanh hai bộ cốt một tí đây đây là bộ cốt phía uh, front end này các bạn nhìn này mình làm các cái structure các thứ cũng rất là chín chu đầy đủ cho các bạn không thiếu một gì gọn gàng chứ mình không có làm qua loa từ lưa gì cả như nhiều nơi làm những cái khác các bạn học với mình rồi các bạn sẽ yên tâm à, chắc chắn các bạn sẽ yên tâm còn các bạn mới ấy, thì cứ thử đi thử đi là các bạn sẽ hiểu ngay ok api asset component page Utils, app main các thứ vân vân hay là con backend này đó config controller database route Utils, server vân vân mình cấu hình config các thứ hướng dẫn các bạn đầy đủ luôn nhá đó thì mình chuẩn bị đây là hai bộ code mình đang chạy lên đó chứ không phải là mình chỉ có làm là linh tinh ở phía front end đâu nhá cái này là có cả back end đấy các bạn ạ mình gọi api phía bên dưới đó nhá thì mình gọi api lên cho back end mình lấy về một cái mã qr code như này các bạn thấy rất quen đúng không việc còn lại của bây giờ các bạn ấy là các bạn sử dụng cho mình một cái app là google authenticator hoặc là authy đó sau đó các bạn quét cái mã qr trên này đây để mình mình vào bằng cái điện thoại của mình nhá à, các bạn chờ mình xíu đây Bây giờ mình mình sẽ quét cái mã QR ở đây nhé Các bạn nhìn này Xong Mình quét xong thì các bạn nhìn Đây Đó Mình vừa mới xóa mấy cái tài khoản cũ để, để mình để mình đây à, tạm thời thì mình sẽ sâu ở cái camera này cho các bạn nhìn thế này thôi bởi vì uh, đấy đây là cái ví dụ thôi mà nhá còn cái, cái camera này hơi mờ thì các bạn bỏ qua cho mình ok Thôi bây giờ mình sẽ nhập cái mã là ba sáu hai ba bốn một nhập nhanh nhập nhanh không có nó hết giờ vẫn này có 30 giây nữa thay đổi token mà mình confirm này nhá à mình nhập sai đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải validate đầy đủ invalid OTP token. Cái này là back end của mình sẽ validate này các bạn này. Để cho kiểu không thể nhập linh tinh được. Mỗi user giờ sẽ ứng với một cái secret key của riêng nó để nó gen cái mã uh, token xong rồi nó trả về một QR code xong rồi người dùng người ta quét bằng cái điện thoại của họ bằng cái app bảo mật của họ. Uh, dĩ nhiên rồi, không nhập gì hay các thứ thì cũng sẽ báo lỗi ngay. Đấy, chờ mình xíu nhá để mình nhập cái mã mới. Nó hết 30 giây rồi. 751 959 Đây nhá, cho các bạn xem này 751959 nhá Mình không nhập sai nữa nhá Thì mình confirm này Đó Thì lúc này mình setup thành công Có nghĩa là cái Đồng thời nhá Các bạn thấy tình trạng bảo mật tài khoản lúc này Nó đã bật xác thực hai lớp Two factor authentication hai ba Và dĩ nhiên khi mình đang làm từ thống Google nhá Khi nó đăng nhập xong như thế này khi đăng nhập xong như thế này nhá thì cái phiên hiện tại của nó vẫn là một cái phiên hợp lệ chúng ta vẫn sẽ làm sao chúng ta code chúng ta xử lý để back end trả về dữ liệu cho front end biết được là vẫn là cái phiên hợp lệ và thằng người dùng này không việc gì hết nó vẫn thao tác như bình thường cho đến khi nó lock out ra nha các bạn nhé cho đến khi nó lock out ra đó lock out ra chút nữa mình sẽ quay lại mình nói với các bạn về cái luồng sơ đồ này nhá đó tất cả những gì mình đang demo ứng dụng của chúng ta nó sẽ đi theo cái sơ đồ mà mình vẽ sẵn cho các bạn rồi lock out ra bây giờ đang nhập lại các bạn sẽ thấy có một sự khác biệt lúc này rồi bây giờ mình đang nhập lại nhá rồi các bạn nhìn này login xong từ sau khi mà nó đã bật xác thực bảo mật hai lớp thì khi nó nhập lần tiếp theo đúng không lần lần tiếp theo nó bắt buộc nó phải nhập mã gồm 6 chữ số từ ứng dụng bảo mật sau đó nhấn confirm để xác nhận dĩ nhiên các bạn nhập bừa nhập linh tinh thì chắc chắn là sẽ mình sẽ bắt hết chúng ta sẽ làm hết đầy đủ chỉ chu đầy đủ không thiếu một cái gì cho các bạn rồi bây giờ mình sẽ nhập đúng nhá năm bảy ba một tám đó năm bảy ba một tám cho các bạn xem ok confirm xong Successfully. Thực ra cái này các bạn có thể sâu cũng được, mà không sâu cũng được này. Cái này thì tùy thôi nhé. Mình sâu lên để mình cho các bạn xem thôi. Cái cái dòng thông báo này chứ bình thường. Người dùng người ta đăng nhập xong, người ta uh, uh, xác thực cái mã thì thực ra chúng ta cũng không cần thiết phải sâu cái thông báo này này. Chỉ cần uh, sâu khi mà họ vào dashboard của họ ấy, thấy cái tình trạng bảo mật của họ là đã xác thực là ok rồi. Đó, các bạn hình dung cho mình câu chuyện là như vậy. Đó nhé. Thì đây uh, mình đã đi cực kỳ nhanh cho các bạn để cho bạn kiểu là không cảm thấy nhàm chán về cái việc mình demo cái ứng dụng cho bạn cái thành quả các bạn làm được và dĩ nhiên các bạn thấy mình demo rất là nhanh đúng không nhưng thực ra nhá chúng ta có và cái sơ đồ mình vẽ này các bạn nhìn này đây là cái sơ đồ mình vẽ từ uh, đây hai ba website system từ current finance server backend này chúng ta đi qua đến 9 bước như này 9 bước như này và cái demo của mình các bạn thấy khá là nhanh đúng không nhưng các bạn phải hiểu là để mà chúng ta làm được như vậy, ấy, chúng ta phải thông qua rất rất là nhiều cốt, rất là nhiều bước phức tạp. Cho nên trong cốt mình hướng dẫn cho bạn cực kỳ chỉ chu đầy đủ từ front end cho đến back end luôn, chứ không có gọi là mình làm qua loa gì hết, đầy đủ cho các bạn để các bạn có ứng dụng như này. Và các bạn học xong, các bạn giữ nguyên cái project này thành một cái project nhỏ cá nhân này, hay là các bạn có thể tích hợp vào trong cái dự án hiện tại của các bạn cũng được luôn này. Đó, bởi vì khi các bạn đã học rồi, hiểu rồi, thì mọi thứ nó rất là dễ dàng luôn. Đó nhé. Và uh, phần demo nhé, phần demo mình sẽ dừng ở đây. thì cái khóa này nhé, các bạn chờ mình chút này. À, cái khóa này như nào, nhỉ mình sẽ đến đây, mình sẽ đến luôn cái sơ đồ cho các bạn. thì trong cái quá trình học ấy, nếu như các bạn đã học với mình, những cái bạn đã học mình những cái khóa trước ở cái phần special content này này, đây, à, cái đoạn này nhé. mình ước gì ngày xưa đi học có ai chỉ cho mình những cái kiến thức trong thực tế này. bây giờ mình đã đi làm khoảng thời gian rất là dài rồi, mình có kinh nghiệm rồi, bây giờ mình chia sẻ lại những kiến thức mà ít ai có thể chia sẻ với các bạn, nhất là cái giai đoạn các bạn đang đi học. Mình chia sẻ với các bạn thực tế luôn Và khi các bạn học được nhé Các bạn học được những cái khóa này Thì mình chắc chắn luôn là Sau này các bạn đi làm rất là nhàn Thực sự luôn đó Rất là nhàn luôn Vì cái tư duy lập trình các bạn có Những cái vấn đề thực tế các bạn đã gặp phải Các bạn đã được Mình trải nghiệm qua rồi Bây giờ mình chia sẻ lại cho các bạn Đó Thì như các bạn đã học những cái bộ Như là luồng xử lý authentication với GLT này Là cái bộ mình recommend các bạn học trước Rồi hãy đến bộ này này Đây, cái bộ này này đó, bộ này cực kỳ hay luôn và mình để một cái video giới thiệu ở ngay trên đầu của cái phần kênh của mình luôn này. Các bạn có thể xem này. Mình cũng vẽ sơ đồ mọi thứ chỉn chu đầy đủ hay là au Zero, React Node, Single Sign các thứ vân vân. Vân vân. Trên kênh của mình còn chia mình đang bắt đầu chia level 1 2 3 các thứ vân vân cho các bạn này. Đó và bộ này là cái bộ uh, xây dựng xác thực ứng uh, xây dựng ứng dụng xác thực bảo mật hai lớp nhá. Là cái bộ bên này. Đó và mình đã public những cái video từ số 2, số 3, số 4 các thứ cho đến uh, 11 cái video. Đó, tổng cả của cái bộ này trở đi rồi và có những bạn hội viên của mình đang học rồi này các bạn này. Đó, các bạn đây đang học rồi các bạn đã, 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 bắt đầu comment rồi này các bạn có thể xem những cái comment uh, các bạn học thì các bạn có thể xem những cái comment đó mình nói chung là mình làm mọi thứ nó rất là thực tế và mình nhận được những cái comment rất là văn minh lịch sự cũng như là rất là chân thành đến từ các bạn có các bạn hỏi là video 1 video một đâu hả anh này các bạn nhìn này <laughs> video một đâu hả anh video một là video anh đang quay đây vì <laughs> mình, mình quay mình quay hết tất cả rồi mình mới quay lại mình quay video đầu tiên là video số 1 này để mình gọi là mình bắt đầu mình mới có cái để mình sâu lên cho các bạn đúng không đó thì Uh, mình đang nói đến cái câu chuyện là mình học uh, mình dạy cho các bạn mình hướng dẫn cho các bạn mình cũng làm những cái sơ đồ đây là những sơ đồ mình tự vẽ ra chỉ chu đầy đủ cho các bạn đó các bạn nhìn này chu vector authentication đó hai ba và chúng ta có những cái bước như sau các bạn thấy mình vẽ từ bước 1 là bây giờ mình nói những cái bước này nhá uh, login đăng nhập bình thường là những cái bước mà các bạn thấy đấy trước khi mà một cái tài khoản người dùng nó đăng nhập lần đầu đúng không nó chưa bật xác thực hai lớp thì dĩ nhiên nó phần nó vẫn đăng nhập như bình thường này đăng nhập bình thường chưa bật hai ba này thì vẫn đăng nhập thành công sau đó nó sẽ chủ động nó bật cái cài đặt 23 cho tài khoản của nó từ phần đất mình vừa sâu các bạn đó mở đan lên hiển thị cái lấy cái mã qr code về để, phẹ, để để, để quét mã ở trên điện thoại bằng ứng dụng đó sau đó enable lỗi thì dĩ nhiên là không không cho rồi đúng không enable thành công thì bắt đầu là đến lúc mà nó lock out lock in nó đăng nhập lại thì nó lại đăng nhập thành công nhưng lúc này nó sẽ là một cái phiên tạm thời mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ luôn những cái này và kèm cái phiên đấy sẽ kèm theo cái yêu cầu để frontend nó biết được là à thằng này cần phải xác thực cái hai ba trước khi đi tiếp chẳng hạn vân vân đó sau đó là chúng ta từ frontend chúng ta lại gửi một cái mã xác thực lên trên server phía backend rồi backend lại kiểm tra dĩ nhiên kiểm tra lỗi thì sẽ không cho nó thao tác không cho nó làm cái gì truy cập tài nguyên server lúc này thì cả frontend lẫn backend vẫn đang chặn mà đúng không rồi sau đó là đến bước số 9 là bước cuối cùng đó là cái bước mà sau khi mình làm xong xuôi hết mọi thứ thì mình đăng nhập như bình thường à, mình xác thực thành công thì chúng ta có một cái đăng nhập hợp lệ đó đó là cơ bản mình tập trung vào cái cốt lõi cho các bạn cơ bản cái cách mình nói ý, nhá còn cái khóa này nội dung là cũng nâng cao <laughs> cơ bản là cái cơ bản là cái cách mình nói những cái luồng như này cho các bạn này đó và trong quá trình học mình sẽ đều sâu lại cho các bạn đầy đủ chỉ chu không thiếu gì hơn nữa này hơn nữa nhé các bạn lên google ví dụ các bạn search cho mình chung uh, trung quân đẹp hai uh, fa xem nào đây, xác thực hai lớp cũng sẽ thấy này. Hoặc các bạn uh, vào blog chính thức của mình nhé là chungodep.com. Sau đó các bạn search cho mình ở phần tìm kiếm bài viết là 2FA thôi, là two factor authentication đấy. Các bạn sẽ thấy bài viết này mình đang cập nhật lại rồi này. Còn ban nãy ở trên Google là đang giữ một cái ảnh cũ của mình, đang giữ một cái ảnh cũ của mình. Vậy cái 23 cho nên là mình mới update lại nên cái con bot Google nó chưa index kịp. Chưa crawl về okay, trên index kịp. Thì các bạn lên thẳng blog chính thức của mình chungodep.com này, search cho mình 23 các bạn sẽ thấy cái bài viết này. Xây dựng dụng xác thực các bạn vào đây cho mình. Không chỉ là mình dạy các bạn thực hành Về lý thuyết cũng phải vững Và ở lý thuyết thì mình đã phải chuẩn bị đầy đủ cho các bạn luôn Đó là ở trên bài viết trên blog của mình Chúng ta khi mà học Trước khi học mình cũng sẽ nhắc các bạn Là chúng ta cần phải hiểu về lý thuyết một chút Những cái này mình public công khai luôn cho các bạn này Đó các bạn có thể lên blog chính thức của mình các bạn xem luôn Đó đó ờ, Để các bạn hiểu được những thuật ngữ này Tức là tên cái sừng On time password OTP Handmark based on time password (HOTP), Hay là time based on time password (TOTP) Vân vân Đó các bạn đọc đi chắc mình không đọc lại rồi các bạn chịu khó đọc nhé có nghĩa là mình chỉ muốn nói với các bạn là mình đầy đủ mọi thứ cho các bạn sau đó chúng ta mới đến cái sơ đồ này ví dụ phân tích triển khai sơ đồ này đó những cái sơ đồ đó khi mà mình dạy các bạn là sẽ có đầy đủ hết những cái thứ này và trong quá trình học chúng ta cũng mình cũng sẽ giải thích cho các bạn đầy đủ luôn ví dụ những câu chuyện như secret key sẽ được tạo random và gắn riêng cho từng user vân vân nhá đó và đến bước số 3 mô, ứng dụng bảo mật cũng như hướng dẫn code chi tiết từ az thì dĩ nhiên rồi nó chính là cái video này mình đang quay quay xong thì mình mới update cái phần <laughs> phần số 3 ở đây thì dĩ nhiên khi các bạn đang xem video này thì phần này mình đã update rồi không tin cứ thử vào mà xem ok đó đó là các bạn thấy đó mình chuẩn bị đầy đủ các bạn từ lý thuyết này sơ đồ này rồi thực hành các kiểu này demo kết quả này thực hành và chúng ta hoàn chỉnh một cái bộ ở trong phần special content của mình là những content cực kỳ mà mình tâm huyết, mình chia sẻ lại cho các bạn mình phải nhấn mạnh là mình cực kỳ tâm huyết luôn để mình chia sẻ với các bạn. Các bạn nhiều bạn đã học những cái bộ Alt ten rồi. Những bộ Alt zero rồi ánh nốt ở Sài Gòn các thứ rồi. Đó và đây là cái bộ thứ ba và mình bắt đầu mình gom lại ở cái khu vực này trên kênh của mình. Các bạn có thể xem. Thì bộ này mình đã làm xong hết rồi. Đó và đây là video đầu tiên và mình cũng phần phải chia sẻ với các bạn luôn. Đây sẽ là một bộ mình chia sẻ dành cho các bạn là hội viên ủng hộ mình à, Cái câu chuyện về hội viên nó sẽ như thế này Đây sẽ là những cái content khá đặc biệt Mình dành rất rất nhiều những tâm huyết vào Và thực sự mình nói thật với các bạn nhé Các bạn tham gia phần hội viên kênh ủng hộ mình Ở đây đây Chỉ ở đây thôi Mình sẽ luôn luôn để tất cả mọi bộ trên kênh của mình Chỉ ở cái mức là 60.000 cái này mình phải chia sẻ thẳng thắn luôn các bạn mặc dù mình có tạo ra những cái phần tiếp theo này thực ra là để cho các bạn nào uh, nếu như các bạn có điều kiện hay là các bạn thực sự các bạn muốn ủng hộ thêm cho mình thì các bạn hãy chọn còn các bạn không thì không sao cả các bạn cho mình cái bộ này đi sáu một tháng đây là một con số mình thấy cực kỳ phe và tại sao lại là phe bởi vì mình là một người luôn luôn mình tự tin gọi là mình sẽ không bao giờ mình hổ thẹn với những cái kiến thức mà mình chia sẻ cũng như là mình để trên kênh của mình ở đây đó à, dĩ nhiên nếu mà làm qua loa linh ta anh tinh ấy mình còn ngại mình không, không dám đăng những cái thứ mà kiểu kiểu như vậy lên đâu các bạn ạ cái gì nó cũng phải đầy đủ cái gì nó cũng phải chiến chu những bạn đã học với mình rồi những bạn đã để lại comment với mình rồi chỉn chu đầy đủ mọi thứ thì mình cũng mới dám mình đăng lên rồi các bạn và những cái kiến thức này là như vậy. Mình sẽ không bao giờ mình làm những cái kiểu như là à mình làm những cái gói mình đặt những cái tên nhỏ nhỏ linh ta linh tinh kiểu 5.000, 10.000 các thứ vân vân, mình sẽ không làm như thế. 2.000, ba 000 các thứ vân vân. Mình sẽ luôn luôn để mọi cái bộ trên kênh của mình. Dù là về sau các bạn nhìn này, có một cái bộ cực kỳ hay ở level 3 full stack mơ đất van Là cái bộ mà mình đang dạy trực tiếp cho các bạn ở uh, uh, học trực tiếp với mình thì đợt tới mình thực sự là mình rất là bận và mình cũng sẽ sắp xếp mình sẽ đẩy cái bộ level 3 này lên kênh của mình. Đó, ở cái phần hội viên special content cũng như uh, là mình sẽ luôn luôn để ở cái mức chỉ 60.000 một tháng để các bạn, tất cả các bạn có thể tiếp cận được nhá. Đó, mình muốn nhấn mạnh như vậy, mình không làm những cái kiểu câu view, câu like hay là lôi kéo các bạn gì cả. Mình cho đi những cái kiến thức thực tiễn thì mình nhận lại được những cái động lực từ các bạn, các bạn đăng ký kênh các bạn ủng hộ mình. Đó. Và mình sẽ luôn luôn để ở cái mức thấp nhất như thế này luôn, không bao giờ mình tăng lên. Còn những cái phần sau này ấy, cái phần bên dưới này là các bạn tùy tâm. Nếu như các bạn cảm thấy nội dung của mình hay ho, thú vị thì ủng hộ mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn yên tâm, những cái content trên kênh của mình mình luôn tự tin và mình vừa nói rồi. Đó. Mình không bao giờ mình hổ thẹn với những cái content mình đăng lên. Đồng nghĩa với việc là mình gần đây mình vừa mới nhận được một cái comment rất là hay này. Đây, mới 2 giờ trước của một bạn học cái bộ này với mình mình sẽ zoom lên cho các bạn xem này đó đây bạn này đã học với mình từ cái bộ uh, các bạn đọc nhé các bạn phải dừng video các bạn đọc lại này đó mình chuẩn bị làm những cái content như này thì đây đó nhá cho các bạn xem đây đó thì bạn này là cái bạn mà đã học với mình từ những cái bộ uh, level 1, level 2 này từ level 2 full segment pro này các bạn bạn ấy cày cái bộ full segment pro của mình uh, thậm chí là cày trong vòng có không đến chục ngày ấy, bạn cày rất là nhanh luôn đấy chăm chú học chắc là một ngày các bạn bạn dành thời gian cho bạn học rất là nhiều sau đó là bạn chuyển sang đăng ký hội viên trên kênh của mình bạn học xong cái bộ authentication trong vòng một buổi tối mình cũng không ngờ luôn á đó. đó. xong các bạn bạn vẫn học và bạn bắt đầu bạn học cái bộ hai ba này rồi đó thì uh, thôi nhỉ có vẻ là nãy giờ mình cũng khá là dài dòng đúng không thì hy vọng là các bạn uh, không thấy chán vì thực ra là đấy là những cái gì mình thực sự mình tâm huyết mình chia sẻ lại và có cái gì thì mình sâu hết trên kênh của mình rồi đó và cái kiến thức của bộ này mình cũng đã làm đầy đủ cho các bạn chỉnh chu các bạn đầy đủ từ đầu đến cuối rồi từ cái việc là bộ này như thế nào hay là đây đang để mô các thứ đầy đủ cho các bạn xong xuôi hết nhá hay là sơ đồ cho các bạn ok không thiếu gì luôn rồi mở lốc hay là kiến thức các thứ mọi thứ ở đây không thiếu một cái gì luôn cho các bạn đầy đủ luôn nhá chắc là mình sẽ nghĩ là mình sẽ dừng video này tại đây thôi mình uh, cái video này mình cũng không chuẩn bị gì một cái kịch bản gì đâu mình nói rất là tự nhiên luôn và mình chia sẻ với các bạn có gì mình chia sẻ như vậy luôn đó bây giờ trước khi kết thúc thì hy vọng các bạn ở lại một chút uh, các bạn xem qua một chút đầu tiên mình có page chung web một Lộ trình viên nơi mình sẽ công khai và public khá là post bài trên cái, cái 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 page này thì mong các bạn like page đăng ký kênh à, đăng ký page ủng hộ mình <laughs> nói nhiều quá đăng ký kênh thành ừ. quen mồm <laughs> quen mồm cộng đồng đầu trình web phần Việt Nam đây là group mình tạo ra cũng là thực sự là mình cũng chưa có nhiều thời gian để mình build group này Và đợt này cũng có rất nhiều những bài viết nhưng toàn là spam lên thôi Nên mình phải chặn Còn về sau khi group nó phát triển hơn thì dĩ nhiên mọi thứ nó sẽ khác Bây giờ hy vọng các bạn cứ roi vào nhé Mọi đường link mình để dưới phần mô tả của video ấy nhé Các bạn xuống là thấy ngay Blog chính thức của mình Trung Đẹp Sống con com Từ hồi mình làm Youtube là mình gọi là cũng ít ít đụng đến cái blog này mấy Nhưng mà các bạn thông cảm nhé à, Về sau mình sẽ còn mở rộng cái blog này ra nhiều hơn Đó là những cái nơi blog sẽ là nơi mà chứa toàn bộ thông tin chính thức về mình các bạn có thể tìm mình ở đây trên mọi nền tảng ở đây rồi discord phòng sinh hoạt chung các thứ vân vân đây discord là cái nơi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ kiến thức với nhau này đây mình cũng tạo ra một cái server cộng đồng lập trình việt nam có chia ra phòng sinh hoạt chung cùng nhau chia sẻ kiến thức vân vân à, xem gió các thứ trên này khá là nhiều đây đều là chia sẻ kiến thức cả phỏng vấn các thứ vân vân rồi đấy rất là nhiều hay là link tài liệu học tập này rồi chia sẻ về đồ công nghệ này đồ công nghệ các thứ bàn phím các thứ vân vân rất là nhiều những nói chung là các bạn cứ roi vào đường link mình để ra phần mô tả của video hết nhé tiếp theo là cuối cùng vẫn là kênh của mình đây hy vọng đây nếu như lần đầu bạn tới với kênh của mình hoặc bạn chưa đăng ký kênh của bộ mình thì hãy tặng mình một lượt đăng ký kênh các bạn đừng ngần ngại tiếc gì một lần đăng ký kênh ủng hộ mình mình nói thật ờ, các bạn đăng ký kênh mình đâu có được tiền gì đâu đúng không nhưng mình có động lực rất lớn để cái kênh của mình phát triển nó là một cái legacy của đời của mình mình sẽ mình đi làm mình có kiến thức mình học hỏi được nhiều sau đó mình lại chia sẻ ngược lại cho các bạn chúng ta cùng nhau win win cùng tiến bộ nhé thì hy vọng các bạn uh, đăng ký kênh ủng hộ mình và nếu như có bạn bè cùng học lập trình thì hãy chia sẻ kênh của mình tới bạn bè của bạn đừng giấu kênh của mình nhé có rất nhiều bạn hay comment vui mình là các bạn hay giấu kênh của mình đi vì là sợ it bão hòa các bạn nói vui thôi nhưng mà có nhiều bạn comment như vậy từ youtube cho đến tiktok rồi trên cả tiktok của mình cũng có trên tiktok thì các bạn hãy lại comment bảo mong video của anh bị flop trời trời kiểu kiểu như thế <laughs> thực ra mình cũng không biết là nên vui nên buồn nữa đó thì hy vọng là các bạn ủng hộ mình là cái kênh ủng hộ mình cũng như là thoải mái comment nếu như có vấn đề gì cần hỏi han hay là cái cảm nhận của bạn về video này hãy comment xuống dưới video để cho mình và mọi người cùng biết thêm nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video thú vị chất lượng tiếp theo, theo trên channel Trung Quốc Đẹp một lập trình viên này của mình nhé xin bye bye